thân mến, ngày hôm nay đây trên sân khấu đã đầy đủ hai bên tham gia. Và cho phép Ngọc Ngân xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật là lớn nữa đi ạ. Và có thể nói ngày hôm nay sự hiện diện vô cùng đông đủ của tất cả quý vị khiến cho gia đình của chúng tôi vô cùng cảm động. Và ngay sau đây cho phép Ngọc Ngân sẽ được nhường mic lại cho bác Thắng để có thể chia sẻ đến với tất cả quý vị cảm xúc của chính mình trong ngày hôm nay, ngay mà cô con gái của mình đi lấy chồng. Xin mời bác ạ. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa quý vị hàng xóm láng giềng, kính thưa quý vị khách quý. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn những quý khách đã từ xa như Hàn Quốc, từ Úc và từ các vùng miền xa ở đất nước đã trở về đây tham dự buổi lễ của Vũ Quy của hai cháu Nam Tranh và Thế Thắng. Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão, gia đình chúng tôi tổ chức lễ vũ quy cho con chúng tôi là Đặng Ngọc Nam Trân và Phan Thế Thắng. Sự hiện diện của quý vị là một lời chúc phúc rất là nhiệt tình và chúng tôi vô cùng cảm thấy rất là xúc động, rất là cảm ơn. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị, trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị một năm mới an khang và mọi sự tốt lành. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà cô dâu. Và ngay sau đây, cho phép mọi người xin mời đội yêu thương của chúng ta sẽ đến với các nghi thức truyền thống trong ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với các bánh tình yêu. Xin mời hai bạn. Bánh tình yêu. Từ đây chúng ta sẽ chia ngọt sẻ bùi những điều trong cuộc sống. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời. Vâng, và xin mời hai bạn chúng ta hãy cùng đến với nghi thức rót rượu tình yêu. Xin mời. Vâng, những sắc màu vô cùng của bầu cửa xe xung quanh hay được chính tay đôi lương của chúng ta rót đầy, đó chính là những tấm cảnh cho sự nồng nàn của tình yêu, nồng nàn của hạnh phúc, vô cùng hân hoan với những khoảnh khắc như thế này. Bước tiếp theo là trái champagne thứ hai dành cho hai bạn. Xin mời. Và trong hai ly rượu đầu tiên này, xin mời cô dâu và chủ đề của chúng ta sẽ mời đến thân sinh của cô dâu. Rất hạnh phúc khi chứng kiến được cô con gái thân yêu của mình nên vợ nên chồng. Và hai ly rượu tiếp theo, xin mời hai bạn sẽ dâng đến thân sinh của chú rể. Một kính chúc cho những người làm cha làm mẹ của chúng ta luôn luôn là điểm tựa đối với những người con yêu kính cũng như là những
những đứa cháu ngoan hiền vô cùng tuyệt vời. Và xin tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và cuối cùng sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà tất cả chúng ta đã chờ đợi rất là lâu, đó chính là khoảnh khắc đôi tân lang và tân nương sẽ cùng nhau cạn chén giao mời. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly để cùng chúc mừng thôi ạ. Và xin mời gia đình của chúng ta hãy chờ tín hiệu đến từ MC ạ. Vâng, xin mời hai quý vị song gia của chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn để cùng nâng ly hạnh phúc cho người con của mình. 3, 2, 1 bắt đầu. Xin được chúc mừng. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Nam Châu và Lê Thắng với những khoảnh khắc ngọt ngào. Vâng, ngày lúc này xin mời gia đình của chúng ta hãy xuống dưng bàn tiệc gửi những lời cảm ơn đến với tất cả quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Xin mời gia đình của chúng ta hãy tiến về phía bên phải cánh gà của sân khấu đi ạ.